10 động vật bị tuyệt chủng do sự săn bắt của con người. Sự khắc nghiệt của thời tiết hay môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn bị cạn kiệt đã dẫn đến những cuộc chiến sinh tồn và thích nghi của nhiều loài động vật trên trái đất, và cũng từ đó dẫn đến sự tuyệt chủng hay giảm số lượng cá thể của không ít loài động vật. Nhưng cũng ít ai biết rằng không ít loài đã bị tuyệt chủng do chính con người trực tiếp và gián tiếp gây nên. Ngựa vàng Waga. Tên gọi của loài ngựa này xuất phát từ người Khoi Khoi, một tộc người châu Phi, chỉ tiếng kêu của chúng. Chúng sinh sống với số lượng rất lớn ở các vùng đồng cỏ thuộc tỉnh Kabe và một phần phía nam bang Oranri của Nam Phi. Nhưng chỉ chưa đến 100 năm, loài ngựa này đã bị tuyệt chủng do con người săn bắt để lấy thịt, da. Con ngựa vàng Waga hoang dã cuối cùng được tìm thấy là vào năm 1870. Các nhà khoa học vào thời đó cũng đã cứu được một vài con và nuôi tại vườn thú Asis Maritza ở Amsterdam. Tuy nhiên, chúng cũng không sống được lâu và chết vào ngày 12 tháng 8 năm 1883, đánh dấu sự biến mất vĩnh viễn trên trái đất. Chim bồ câu biển khách. Bồ câu biển khách hay bồ câu rừng là loài chim sinh sống chủ yếu ở Bắc Mỹ. Loài chim này phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như việc thay đổi nhiệt độ, bị nhiều loài động vật khác ăn thịt. Tuy nhiên, con người chính là mối đe dọa lớn nhất đối với loài chim này. Khi người châu Âu đến định cư ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 19, số lượng chim bồ câu biển khách bắt đầu bị giảm sút do nạn phá rừng và săn bắn để lấy thịt. Nhiều cuộc tàn sát chim bồ câu với quy mô lớn đã diễn ra. Không chỉ vậy, chúng dần trở nên thương mại hóa do trở thành thức ăn phổ biến của nô lệ và người nghèo. Loài chim này bắt đầu bị giảm sút về số lượng kể từ năm 1800 và lên đến đỉnh điểm vào thập niên 1870 đến 1890. Chú chim bồ câu biển khách cuối cùng tên là Martha đã mất vào ngày 1 tháng 9 năm 1914 tại vườn thú Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Ngày nay, xác của Martha vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng nhưng không được trưng bày. Hổ Tasmania. Hổ Tasmania được biết đến là loài thú ăn thịt có túi lớn nhất thời hiện đại, phân bố chủ yếu ở Australia và Papua New Guinea từ 2000 năm trước. Chúng còn có tên gọi khác là chó sói Tasmanian vì có ngoại hình khá giống chó sói. Nguyên nhân khiến loài hổ Tasmania tuyệt chủng trực tiếp là do việc di cư của con người. Những người châu Âu khi di cư sang Úc đã sinh sống, trồng trọt và chăn nuôi trên chính lãnh thổ của loài này. Vào thập niên 1800, những người nông dân đã buộc tội hổ Tasmania tấn công cừu của họ nên dùng nhiều biện pháp khác nhau để tiêu diệt. Sau 70 năm với mức độ tàn sát không ngừng, loài hổ Tasmania gần như hoàn toàn biến mất. Chú hổ Tasmania cuối cùng đã chết trong một vườn thú ở Tasmania vào năm 1936. Voi ma mút lông mịn. Voi ma mút lông mịn hay ma mút lãnh nguyên là loài động vật khổng lồ với chiều cao tới hơn 3 mét và nặng đến 6 tấn. Loài này đặc biệt thích nghi với khí hậu lạnh giá vào kỷ băng hà do có lớp lông dày với chiều dài mỗi sợi lông có thể lên đến 1 mét. Loài voi này đã tồn tại trên trái đất cùng những người tiền sử đầu tiên vào hơn 10.000 năm trước. Sự giảm sút và tuyệt chủng của loài voi ma mút chủ yếu do môi trường sống và khí hậu bị thay đổi một cách đột ngột khiến chúng không kịp thích nghi để tồn tại. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng loài voi ma mút đã bị người tiền sử săn bắt quá mức để lấy thịt, da và ngà nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của xã hội nguyên thủy thời đó. Chim dodo. Chim dodo là một loài chim không bay được, sống chủ yếu ở vùng Mauritius, Ấn Độ Dương và được xem là họ hàng của loài bồ câu ngày nay. Chim dodo được biết đến lần đầu tiên khi những thủy thủ người Hà Lan đặt chân đến hòn đảo ở vùng Ấn Độ Dương vào năm 1598. Sau đó, loài chim này nhanh chóng bị sụt giảm về số lượng do trở thành vật nuôi, thực phẩm và là nạn nhân của sự mở rộng phạm vi sinh sống của con người. Chim dodo bắt đầu tuyệt chủng vào giữa thế kỷ thứ 17, mặc dù không biết chính xác, nhưng người ta tin rằng con chim dodo cuối cùng đã bị giết chết vào năm 1681. Loài này được xem là một ví dụ tiêu biểu cho sự tuyệt chủng liên quan trực tiếp đến các hoạt động của con người và đã được ghi lại qua các tư liệu lịch sử. Bò biển Steller. Bò biển Steller là một loài động vật có vú, ăn thực vật to lớn dưới biển, được phát hiện ở vùng biển Bering, Alaska bởi một đoàn thám hiểm Nga trong năm 1741. Sinh vật khổng lồ này nhanh chóng trở thành mục tiêu của các thủy thủ và thợ săn. Bò biển Steller bị săn bắt để lấy thịt, da để làm thuyền, mỡ làm bơ và đèn dầu. Việc đánh bắt bò biển Steller diễn ra dồn dập đến mức gấp 7 lần so với quy định đánh bắt vào thời kỳ đó. Để săn được bò biển Steller, các thợ săn sẽ đâm vào một cá thể, sau đó để cho nó bơi đi và hy vọng rằng bò biển sẽ chết, trôi dạt vào bờ. Với việc bị săn bắt ồ ạt nên vào năm 1768, chỉ 27 năm sau khi được phát hiện, loài bò biển Steller đã hoàn toàn bị tuyệt chủng. Hổ Java. Hổ Java là loài hổ đặc biệt, chỉ sinh sống duy nhất trên đảo Java của Indonesia. Hổ Java rất nhỏ so với các phân loài hổ ở lục địa châu Á, nhưng lớn hơn so với hổ Bali. Trong thế kỷ 19, trên đảo vẫn còn tồn tại một số lượng lớn hổ Java, nhưng do dân số trên đảo ngày càng đông, nên việc đẩy mạnh khai phá đồng điền đã khiến phạm vi sinh sống của hổ Java bị thu hẹp. Mặt khác, do hươu trên đảo Java bị dịch bệnh chết nhiều, nên nguồn gốc thức ăn của hổ Java không được đáp ứng. Một yếu tố khác dẫn đến sự tuyệt chủng của hổ Java đó là sự săn bắt quá mức của con người. Theo một vài tài liệu, chú hổ Java cuối cùng đã bị tiêu diệt vào năm 1972. Báo Zanzibar. Báo Zanzibar là phân loài của báo, sinh sống chủ yếu trên quần đảo Zanzibar, Tanzania. Loài báo này được cho là tuyệt chủng vào thập niên 1990.
Những vụ tấn công của báo Zanzibar đối với con người đã dẫn đến nỗ lực tiêu diệt chúng của loài người. Bên cạnh đó, báo Zanzibar cũng trở thành mục tiêu tiêu diệt hàng đầu và bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng vào những năm 1964 trong một cuộc cách mạng Zanzibar. Sau khi nhiều người dân bản xứ tin rằng loài báo này là tài sản của phù thủy để uy hiếp những ngôi làng của mình. Ngoài ra, sự phát triển của dân số và nền công nghiệp trong thế kỷ 20 cũng thu hẹp dần phạm vi sinh sống và làm biến đổi môi trường sống của loài báo Zanzibar này. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài báo Zanzibar. Tê giác đen Tây Phi. Tê giác đen Tây Phi là một phân loài tê giác hiếm của loài tê giác đen sinh sống ở châu Phi. Với cặp sừng quý giá, tê giác đen Tây Phi trở thành mục tiêu săn bắt của nhiều người vào đầu thế kỷ 20. Mặc dù chính quyền và các tổ chức hoang dã đã có nhiều biện pháp để bảo tồn, nhưng nạn săn bắt vẫn tiếp diễn. Đến năm 2000, người ta ước tính chỉ còn 10 cá thể tê giác đen Tây Phi còn sống. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2006, nhóm khảo sát không tìm thấy bất kỳ một cá thể tê giác đen Tây Phi nào. Nhưng mãi đến năm 2011 mới chính thức công bố loài này đã tuyệt chủng. Bò rừng châu Âu. Bò rừng châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ cách đây hơn 2 triệu năm, sau đó di cư tới châu Á. Với châu Âu, chúng di cư tới muộn hơn, cách đây khoảng 250.000 năm. Tuy nhiên, số lượng loài của chúng nhanh chóng giảm mạnh và tính đến thế kỷ thứ 13, bò rừng châu Âu chỉ còn co cụm tại một số nơi do sự săn bắt quá mức của con người. Đến năm 1627, con bò rừng châu Âu cuối cùng chút hơi thở tại Ba Lan, đánh dấu sự biến mất vĩnh viễn của nó. Dù biết rằng không có gì có thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng thật tiếc vì chúng ta không bao giờ được nhìn thấy những loài động vật mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và nếu có thể hồi sinh lại những loài vật này, bạn muốn hồi sinh lại con vật nào nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé.